Ban tổ chức tang lễ và gia đình trân trọng giới thiệu và kính mời đội chống đứng đôi thôn Trà Hồi vào kính viếng cụ trân trọng kính mời. Kính thưa thân hồn cụ Trịnh Thị Bé, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng. Cụ Trịnh Thị Bé 250 về chầu Thiên Tổ, chúng tôi đội chống ngũ đôi xin thắp nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ, có mấy lời xin tĩnh địa. Tha nôi chặt tôi cào bầy chi định lệ, tình mẫu tử nghìn thu vĩnh biệt, cháu con đây thương xót bảy nhà thông, cảnh âm dương đôi ngả chia lìa, dâu rể đó ngập ngùi thương xót mẹ, dấu biết rằng sinh não bệnh tử thàm là người ai cũng phải trải qua, cầu mong cụ được siêu thoát để trở về với thế hệ tổ tiên, phút chia ly tay đứt ruột mềm, giờ vĩnh biệt mang nỗi niềm thương nhớ, thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Bản thân cụ sống sáng ngời, làm gương con cháu đời đời noi theo. Trước làng khói hương bay tỏa, trong giờ phút tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Mong gia đình nén đau thương, đều tình cuộc sống xây dựng gia đình no ấm thôn xã văn minh. Để từ nhớ cụ, chúng tôi xin phép được trình hồi chống vĩnh biệt. Chúc cụ dưới suối vàng an giấc ngủ ngàn thu. We'll be right back.
quan tâm lễ và